Xin kính chào tất cả các bà con cô bác và tất cả những người yêu hoa cây cảnh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người là cách trồng củ tulip để trồng vào dịp Tết, chơi dịp Tết. Mình sẽ hướng dẫn cách đơn giản nhất, dễ làm nhất để tất cả những người có thể trồng sản xuất và những người trồng hồ gia đình chơi có thể là trồng được. Đấy, thì cái vật dụng của chúng ta cần đấy là thứ nhất là cái củ tulip. Thứ hai đó là chậu, rồi giá thể và cái xử lý đấm. Cái đầu tiên đấy là củ tulip. Củ tulip thì chúng ta phải chọn củ tulip mua và chọn củ tulip rõ nguồn xuất xứ, không bị mốc thối, cái mầm vẫn còn nguyên, củ đều, to đều. Đấy, như thế thì cái chất lượng hoa với cả là phát triển của nó lại tốt hơn. Rồi chậu thì các bạn có thể là chọn một là chậu như này, có thể trồng 3 cây hoặc là 5 củ. Đấy, chậu như này có thể trồng được 3 củ. Đấy, để sản xuất thì hoặc là chậu to cũng được, hoặc là chậu đẹp luôn. Các bạn có thể chậu sứ, chậu nhựa tùy sở thích để có thể là mình chơi luôn. Giá thể thì tulip là một cây tulip là một cái củ thời gian sinh trưởng ngắn, từ khi trồng cho đến khi ra hoa tầm khoảng 30 cho đến 45 ngày, rất là ngắn. Nên là cái giá thể của nó phải đặc biệt lưu ý là càng thoáng và càng tơi xốp là càng tốt. Như thế nó phát triển khỏe hơn và hoa nó ra thấy đẹp hơn. Đấy, không cần phải lưu ý một cái là không nên quá nén hoặc là bị quá ướt, quá nhiều nước. Thì giá thể thì bao gồm có thể là một đất, một mụn cưa sơ dừa, một mụn cưa sơ dừa hoặc phân trồng hoai, một phân trồng hoai. Thì lưu ý là không cần nhiều đất, nó đất tỷ lệ phải phù hợp hoặc là ít đất. Các thành phần như kiểu mụn cưa sơ dừa thì và phân chuồng là nhiều hơn một tí thì cũng được. Và nếu chẳng hạn nhà nào không có sơ dừa có thể thay mụn cưa hoặc là trấu, nếu không có trấu hun thì trấu bình thường cũng được. Đấy, xém một đứa lơ bánh vào mắt đó, điều chỉnh. Sau đây là mình sẽ hướng dẫn cái cách trồng. Bước đầu tiên là phải bóc cái vỏ ở ngoài của củ tulip và cái mầm phù của nó. Đấy là một cái củ có mầm phù. Đây. Cái đầu tiên là phải bóc cái mầm cái vỏ này, cái vỏ khô của này nó. Bóc cái vỏ khô của nó thì để cho cái phần rễ, với cả là nếu dính ở dưới này nhiều thì mình có thể bóc cả cái phần này để cái rễ của nó là tiếp xúc với giá thể để phát triển nhanh hơn. Đấy, mình phải bóc hết, kể cả rễ tiếp xúc ở dưới này mình bóc hết này, bóc cả vỏ khô. Nên lưu ý là phải bóc cái này nhá, và phải bóc cái mầm, những cái mầm phù không cần của nó. Nhiều người cứ tiếc với cả để, bởi vì nó ăn mất chất của cái củ chính và bản chất của nó thì cũng không ra hoa, không cho hoa, thì chỉ để cái mầm chính của nó như thế này. Đấy, đấy, mình bóc hết. Cái này thì dùng, có thể dùng dao hoặc dùng tay cũng được. Dùng dao, dùng tay đều phải bóc hết cái phần khô của nó như này. Đấy, và phần ở dưới này mình cũng phải bóc hết này. Ở dưới này. Đấy, cái mầm phù là mình bóc hết. Đấy, mấy cái mầm phù nhỏ nhỏ xung quanh để mỗi cái mạch chính này, lưu ý. Đấy, phải bóc hết nhá. Phải bóc hết. Đấy, cái mấy cái ở dưới rễ này nó phải bóc hết. Đấy, củ không bị thối mốc. Đây này, củ không bị thối mốc, không bị sứt, không bị gãy cái phần mầm. Tiếp đến là bắt đầu ta trộn giá thể. Giá thể ta trộn đều vào nhau nhá. Trộn đều với nhau. Đấy, mình trộn đều với nhau. Mình sẽ trồng vào cái chậu này 3 củ. Đây. Đầu tiên là chậu mình cho 1/3 vào chậu. Cho 1/3 thôi. Đấy, cho 1/3 vào chậu. Sau đấy mình đặt cái củ vào. Đặt củ nên nhớ là đặt củ thẳng đứng.
đấy, không được đặt nằm ngang như này đấy, bởi vì khi sau mình lấp cái củ của nó thì nó mọc sẽ không được, không tốt, phát triển không tốt đấy. Đặt chẳng hạn 3 củ thì phải đặt đều. Đấy. Nên nhớ là phải cho cái mầm quay ở phía lên, sau đấy mình phủ lên kín cái củ, phủ lên kín cái củ. Đấy. Phủ lên kín củ. Và sau đấy mình chỉ việc tưới nước lên. Tưới nước lên cho nó đủ ẩm. Đủ ẩm và để ở trong mát cho nó phát triển. Còn nếu trường hợp lưu ý là nếu những người nào mà trồng nhiều thì cần phải xử lý daconin này, xử lý nấm daconin. Daconin này thì một gói, cái nói gói này là gói to, để gói nếu có gói nhỏ là gói 10 gram, dùng 10 lít. Mình bóc xong củ sau đấy là mình hòa cái daconin này vào nước và thả củ vào đấy ngâm khoảng 10 đến 15 phút, sau đấy đưa lên cho khô ráo và sau đấy mình bắt đầu trồng. Đấy thì trồng nhiều, còn nếu mà trường hợp trồng ít thì hoặc 1-2 chậu thì không cần thiết, cũng không cần lắm. Đấy là tất cả các cái quy trình rất là đơn giản để mọi người trồng củ tuy líp để chơi vào ngày Tết. Đấy thì xin cảm ơn, và mình sẽ có một cái video hướng dẫn những cái lưu ý với cả là những cái trường hợp mà cần phải lưu ý và trồng, cách trồng sai tròn với cả cách tròn củ hợp lý cho mọi người, để mọi người không bị sai phạm khi trồng cái củ tuy líp này. Đấy, mọi người đón xem. Xin chào.